Chào các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nâng cấp max chỉ số của những con hàng mới được tăng chỉ số để xem là chỉ số sau khi max của những con hàng này sẽ như thế nào. Có ngon hay không? Bắt đầu nhá. Rồi. Thì đây là con hàng của chúng ta các bạn nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nâng cấp max con hàng mới Kingsley Coman mới được tăng chỉ số lên 80 đấy các bạn. Đáng lẽ ra là phải tăng từ cách đây 2 năm rồi. Nhưng mà chắc có lẽ là do chơi ở bên giải Đức nên là không được ưu ái nhiều. Coman thì thể lực chỉ có 65 thôi, hơi thấp. Không biết là có được 3 tổng 100 không. Thì chúng ta bắt đầu nâng cấp nhá. Quả trái trắng đầu tiên. Quả phít trắng thì vào tốc độ rồi, lên 92. Rồi sang quả phít xanh. Tốc độ và thể lực. Tiếp tục vào thể lực lên 68. Sở chờ 65. Con hàng này tốc độ cũng cực kỳ khủng khiếp. Tốc độ 92. Phát phít xanh nổ break ra. Tốc độ chúng ta đã lên 100 rồi. Thể lực là 72. Phít xanh tiếp tục nổ break ra. Tốc độ và sao chờ. Cái này thì ngon. Tốc độ và thể lực. Thể lực 75. Quả thẻ xanh, tốc độ đã lên 100 rồi. Và vẫn dính sở trời nhá. Giờ với căng. Hai dòng 100 rồi. Còn bây giờ nó chỉ là một sở trời. Hoặc là STA 1.2 thôi. Và STA nhiều càng tốt. Thì mới có cơ hội lên được 3 dòng 100. Còn không biết là có được hay không đây. Và sở trời 76. Lên 77 rồi. 78. Hai phát liên tiếp. Phát thể lực 82. Quay lại sở trờ 79. Xuống thể lực 83. Người cá 84. Đổi xuống tách. Còn lên 87. Tuyệt vời. Tiếp tục vào thể lực rồi 85. Đấy là vì sao mà chúng ta phải đá xuống tách. Thể lực tiếp tục 86 các bạn ạ. Tiếp tục đổi xuống tách. Và sót 76. Quay lại fit. Lần này thì bị vào sở trờ rồi. Tiếp tục sở trời 2 phát. Cẩn thận. Giờ đã xuống thể lực 87. Tiếp tục thể lực 88. Rất hay. Chúng ta bây giờ sẽ đổi sang fit xanh đi. Thể lực 90 và sở trời 83. Tiếp tục dí fit xanh. Liệu có đủ không? 92 rồi. 94. 87. 96. 89. Còn 2 quả fit xanh nữa thôi. Đủ không? 98 và 91. Vẫn đủ các bạn ạ. Quá ngon luôn. Như vậy là chúng ta đã có 3 dòng 100. Quá tuyệt vời. Và sở trời của chúng ta là 93 nhá. Nếu như mà vào sở trời nhiều thì chắc chắn là sẽ không được 3 dòng 100 đâu. Chỉ tầm 5 điểm nữa là mắc rồi. Chúng ta chuyển sang tắc nhá. Vào tắc rồi. Tiếp tục vào tắc. Phát thứ 3. Lần này thì vào pass 81. Mình sẽ đổi sang quả tắc xanh. Vào tắc và con. Con thì cũng chỉ cộng có 0.6, rất đáng tiếc luôn các bạn. Và tắc chúng ta cộng 2 này. Đúng là còn 5 điểm nữa các bạn. Đó, và Coman chúng ta đã mắc tỷ số rất đẹp nhá. Thì mình tìm ra được con hàng Guimare các bạn nhá. Tiền vệ phòng ngự của Brazil. Hiện tại thì đang chơi cho Newcastle United. Cũng mới được lên vàng đây. Mình sẽ mua về để thử nâng xem tỷ số như thế nào. Thấy tỷ số cũng rất là đều. Nhưng mà tỷ số tổng chỉ có 80 thôi. Tắc thì hơi thấp nhá, tắc chỉ có 76. Đây mà như thế này thì tắc hơi thấp. Rồi chúng ta bắt đầu nâng cấp nhá. Chúng ta sẽ nâng cho thể lực lên 90. Còn lại thì chúng ta sẽ dồn cho con và tắc lên càng cao càng tốt nhá. Thể lực 84. Thể lực của chúng ta xanh rồi nên là chắc chắn thể lực sẽ cắn mốc 90 trước. Những cái chỉ số nào mà thấy là thiết yếu của cầu thủ đó thì nó sẽ cao nhá. Ví dụ như là con hay là pass. Và thể lực. Pass thì mình thấy nó hơi thừa nên là sẽ cố gắng để cho nó không vào. Hy vọng là nó sẽ vào tắc. Đổi sang quả fit xanh. Và tăng tốc và sở trờ. Không vào thể lực các bạn. Tiếp tục quả fit xanh. Và tốc độ và sở trờ.
Rồi, thể lực 88. 89. Phát nữa đi. Rồi, ngon luôn. Khá là đều các bạn nhá. Tốc độ và tăng tốc là 75, thể lực 90 và sở trời 80. Rất tròn và đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tách nhá. Tách trắng đầu tiên nổ vào bác. Tiếp theo vào tắc rồi, rất ngon. Rồi qua tách xanh. Hay nhờ. Vào tắc vào con. Rất tuyệt vời. Sót lên 72. Rất đẹp. Con vào 84. Tiếp theo thì vào tắc 80 rồi. 81. Quá đẹp luôn. Cứ như thế này thì tươi. Con 85 rồi. Tiếp tục là sót 73. Rồi sang tách xanh. Hay thật. Đập quá tươi luôn các bạn. Vào con và tắc. Tiếp tục con 88. Lần này thì sót 74. Đổi sang tách xanh luôn. Ôi thôi chết rồi. Lại bị nhầm sang fit xanh các bạn ạ. Cứ quen tay thôi. Cứ thỉnh thoảng lại quen tay phát. Kiểu là hay đập fit đấy các bạn. Tắc và sót. Hơi đáng tiếc là dính sót. Ui hai lần liên tiếp luôn các bạn ơi. Tiếp tục là tắc và sót. Tắc 87 rồi. Tắc con này có 7x mà lên được tắc 89 rồi các bạn ơi. Và tách xanh tiếp theo lại dính tắc rồi. Quá ngon. Rồi phát tách xanh. Lần này thì chỉ vào pass và sót. Hai chỉ số dư thừa. Rồi lần này thì tắc và pass. Quá tuyệt vời luôn. Và tắc tiếp tục lên 92. Sót 84. Lần này thì hơi xấu rồi. Tiếp tục là pass sót. Tách xanh tiếp theo. Tắc và sót. Không vào con nhé các bạn. Rồi phát cuối cùng thì mới vào con. Và cộng 1 vào con. Lên tròn 90. Và tắc 97 các bạn. Quá tuyệt vời. Chỉ số đẹp nhá. Mình thấy như thế này quá ngon đấy. Đối với con hàng đề màu chỉ số 80. Đó. Và tiếp đến mình cũng đã tìm ra con hàng mới được tăng chỉ số, đó là Araujo của Barcelona các bạn nhá. Mình sẽ mua về thử nâng xem là như thế nào. Đấy, đây là Araujo của chúng ta. Chỉ số thì có sở trở 88 và tắc 87. Cũng không phải là quá cao. Do là chỉ số cũng chỉ có 80 thôi. Rồi chúng ta bắt đầu nâng cấp nha. Xem là có full fit được hay không. Nếu mà full fit được thì tươi. Và fit xanh đầu tiên. Thể lực và sở trợ. Tiếp theo thì tăng tốc và sở trợ. Như ra Phan Varan thì bị thọt mất đâu đó tầm 1 hay 2 chỉ số gì đó. Cũng là CB80. Còn Araujo thì sao? Chúng ta sẽ thử xem. 98 rồi. Sở trợ 100. Có lên được full fit không? Tốc độ 98. Và tốc độ cũng đã 100. Còn tăng tốc và thể lực sợ là không được rồi. Nhìn thấy như kiểu sắp full. 95, 93. Tiếp tục một quả fit xanh. 97 và 95. Và chỉ số tổng đã 90 rồi. Gần max rồi. 99 và 97. Ui, kiểu này không được rồi. Được cả mấy quả fit trắng. Thể lực 98. Và tăng tốc đã lên 100 rồi. Cái này chắc còn một chỉ số nữa là max rồi còn đâu. Ô, vẫn chưa max. Thể lực 99 các bạn ơi. Nhưng mà chắc là không lên được nữa. Đập nốt quả cuối. Ô, vẫn lên được các bạn ơi. Ô, rõ ràng là cái vòng nâng cấp nó đã sát thần sạt rồi. Mà không hiểu tại sao thể lực vẫn lên thêm được một chỉ số nữa. Ôi ảo thế nhở. Như vậy là Araujo mình nâng cấp là full fit. Full vừa vặn luôn và không thừa một điểm nào. Ảo thật đấy. Như thế này thì lại ngon nhá. Và như vậy là mình đã nâng cấp một số con hàng mới được tăng chỉ số ở bản cập nhật mới này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ ủng hộ mình một đăng ký kênh và tham gia group. Mình sẽ để dưới phần mô tả của video này nhé. Có câu hỏi nào cần mình giải đáp và hướng dẫn thì các bạn hãy để lại cho mình một bình luận ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.